Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều chương 8 bài 4 tính chất đường phân giác của tam giác phần bài tập tiếp theo. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 2. Cho tam giác ABC. Trước hết là các em vẽ tam giác ABC. Có đường trung tuyến AM. Trung tuyến AM tức là M là trung điểm của BC. Tia phân giác của góc ABC, ABC lần lượt cắt các đoạn thẳng AM, AC tại điểm D, E, tức là cắt AM tại D và cắt AC tại E. BE là đường phân giác. Chứng minh EC trên EA bằng 2DM trên DA. Rồi cụ thể chúng ta phân tích và chứng minh như sau. Trước hết là các em xét tam giác ABC, có BE là đường phân giác của góc ABC, cho nên BE nó chia cạnh đối diện với góc B, tức là chia cạnh AC thành hai đoạn thẳng EAC và EAA. Hai đoạn thẳng này tỷ lệ với hai cạnh kề của chúng. Kề với EAC là BC, kề với EAA, kề với EAA là BA, theo tính chất đường phân giác của tam giác. Được chưa? Mà BC bằng 2BM, BC gấp 2 lần BM, bởi vì M là trung điểm của BC, theo giả thiết AM là trung tuyến. Như vậy ta suy ra EAC trên EAA. Các em thay BC bằng 2BM. EC trên EA bằng 2BM trên BA. Tiếp theo là các em xét tam giác ABM. Có BD là đường phân giác của góc ABM. Cho nên BD chia cạnh đối diện với góc B, tức là chia cạnh AM thành hai đoạn thẳng DM và DA. Hai đoạn thẳng này tỷ lệ với hai cạnh kề của chúng. Kề với DM chính là BM. Kề với DA chính là BA. Rồi. Chỗ này các em thay BM trên BA bằng DM trên DA. Được chưa? Các em thay cái chỗ này này. Thay BM trên BA này bằng DM trên DA. Để thuận tiện ta gọi đây là 1, đây là 2. Từ 1 và 2 ta suy ra EAC trên EAA bằng 2. 2 giữ nguyên nha. BM trên BA. BM trên BA thì bằng DM trên DA. Rồi như vậy là EAC trên EAA bằng 2DM trên DA. Điều phải chứng minh. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, quan sát hình 43 và chứng minh. DB trên DC chia EB trên EG bằng AG trên AC. Các em quan sát hình 43. Thì hình 43 cho chúng ta thấy AD là tia phân giác của góc BAC. Rồi trước hết là chúng ta có nhận xét. Các em xét tam giác ABC có AD là đường phân giác của góc BAC, cho nên AD nó chia cạnh đối diện với góc E, tức là chia cạnh BC thành hai đoạn thẳng DB và DC. Hai đoạn thẳng này tỷ lệ với hai cạnh kề của chúng. Kề với DB chính là AB, còn kề với DC thì chính là AC. Rồi tiếp theo là các em xét tam giác ABG có AE là đường phân giác của góc BAG, cho nên AE chia cạnh đối diện với góc E, tức là chia cạnh BG thành hai đoạn thẳng EB và EG. EB và EG, hai đoạn thẳng này tỷ lệ với hai cạnh kề của chúng. Kề với EB chính là AB. Kề với EG
chính là EG. Để thuận tiện ta gọi đây là 1, đây là 2. Từ 1 và 2 ta suy ra DB trên DC chia cho EB trên EG thì bằng cái gì? À, DB trên DC theo 1 thì nó bằng AB trên AC. Tiếp tục chia cho EB trên EG. EB trên EG theo 2 thì nó bằng AB trên AG. AB trên AC chia cho AB trên AG thì chúng ta nhân nghịch đảo lên, kem nhân với AG trên AB. Rồi, AB chia AB bằng 1. Như vậy là bằng AG trên AC. Được chưa? Như vậy chúng ta đã chứng minh được là DB trên DC chia EB trên EG bằng AG trên AC. Bằng AG trên AC, điều phải chứng minh. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.